tên Võ Thiền Hương, nay 51 tuổi, đang ở dưới xã với đứa cháu. Giờ mắc nợ người ngoài ta là 45 triệu. Chiều nào cũng phải là trốn nợ, cắt đèn hết trốn. Cháu ngoại nó nói ngoại thương, ngoại thương con, ngoại đừng bỏ con nghe ngoại. Ngoại đi đâu là con đi đó, nó không bỏ. Cuộc sống anh chị như thế nào à? Vợ thì bệnh, chồng cũng bệnh đau, hai chồng bệnh đau, nuôi cháu ngoại cho nó đi ăn học. Anh chị nuôi cháu vậy sao em không thấy ba mẹ nó hen? Ba nó bỏ nó hồi nhỏ, mẹ thì có chồng khác đi xa. Bà con ơi, sung lên bà con ơi. Sung không chị? Sung quá trời sung, nóng quá trời nóng. Một khi chị đã tới đây rồi là chị phải có cơ hội đổi đời. Dạ. Để giúp bà con. Dạ 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 dạ. Chứ không phải như hồi đầu chị nói là nóng quá nắng quá. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ. Em cũng hơi sợ bị đen xíu rồi. Ca sĩ mà chút này em cũng phải dưỡng kem cho trắng trắng cho đẹp trai xíu vậy mà. Thôi sợ đen về đi. Rồi. Anh giọng cái cho bà con yên tâm coi anh. Con chuột. Chờ vậy. Con chuột bự như con trâu. Anh đu em lên cho nổi không? Yeah. Mệt quá. Mệt quá hả? Không sao. Vẫn khỏe nha bà con cứ yên tâm lấy da sức trâu rồi. Quá khỏe. Nói chung là đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình là mang được một số tiền cho gia đình.